Ngày 2 tháng 10 tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang điều tra xem Giáp Thị Huyền Trang, đối tượng bắt cóc bé 2 tuổi có đồng phạm hay không. Nếu không có đồng phạm, sẽ đình chỉ vụ án vì bị can đã tử vong. Liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé ở tại Gia Lâm, thì Công an thành phố Hà Nội cũng đã sau khi sự việc xảy ra, thì Công an thành phố Hà Nội cũng báo cáo lãnh đạo bộ của các cục nghiệp vụ và phối hợp để công tác truy bắt, giải cứu cháu bé để làm sao thành công nhất. Thì báo cáo chính là Công an thành phố cũng đã đưa lên cổng thông tin điện tử về thông tin về cái vụ việc này. Thì Công an thành phố sẽ thấy là vụ việc xảy ra ngay từ trong một buổi chiều cho đến đêm thì đã xác định được có một vụ án hình sự xảy ra. Công an thành phố cũng đã kịp thời tiến hành khởi tố vụ án và đang áp dụng các biện pháp để giải cứu con tin làm sao cho thành công nhất. Đấy là quan điểm của lãnh đạo bộ, các cục nghiệp vụ cũng như là của ban giám đốc Công an thành phố, và đồng thời là truy bắt, áp dụng các biện pháp để truy bắt. Thế thì xét định thì sau khi đó đến 21 giờ thì xác định là đối tượng đã nhảy cầu tự tử, và chúng tôi cũng đã xác nhận cho giám định ADN tất cả nhận dạng gia đình vân vân, xác định đúng là đối tượng gây ra cái bắt cóc này đã tự tử. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục mở rộng xem có cái dấu hiệu của cái đồng phạm hay không. Nếu không có những dấu hiệu của đồng phạm thì theo quy định của pháp luật thì cái việc của bạn này là được đình chỉ, bởi vì bị can đã chết. Tôi xin hết ý kiến.